Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia mới đề xuất Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia, giao Bộ Công Thương chỉ đạo Tổng cục Quản lý Thị trường khẩn trương xử lý nghiêm những hành vi vi phạm của công ty Quốc Bảo Bắc Ninh liên quan đến dấu hiệu sản xuất khẩu trang kháng khuẩn giả, kiểm điểm xử lý nghiêm trách nhiệm những công chức quản lý thị trường ở Bắc Ninh vi phạm nếu có, báo cáo trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia trong tháng 4. Căn cứ báo cáo của các bên liên quan, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia nhận định công ty Quốc Bảo đã cố tình sản xuất khẩu trang không đúng với tiêu chuẩn công bố, hàng hóa không có giá trị sử dụng công dụng như đã công bố, có dấu hiệu của hành vi sản xuất buôn bán hàng giả. Cục Quản lý Thị trường Bắc Ninh và một số cá nhân đã có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong kiểm tra xử lý vi phạm vụ việc này trong quá trình thực thi công vụ. Đây là dây chuyền sản xuất khẩu trang của công ty Quốc Bảo. Chỉ là một lớp vải xanh, ba lớp vải không dệt được cuộn vào nhau rồi chạy qua dây chuyền, chuyển qua khâu đóng gói không thể bẩn hơn như thế này. Nhà xưởng và khu đóng gói nhếch nhác như thế này chính là nơi tạo ra hàng triệu chiếc khẩu trang treo đầu dây bán thịt chó mỗi tháng. Tại thời điểm kiểm tra, công ty này không xuất trình được văn bản tự công bố sản phẩm và không có bất cứ giấy tờ nào khẳng định công ty này đang sản xuất theo công nghệ Nhật Bản như đã quảng cáo. Và đặc biệt, không ai tìm thấy một quy trình kháng khuẩn hay khử khuẩn của công ty này. Đây là hiện trường, chúng ta thấy là có những quản lý của công ty Quốc Bảo. Có biết đây là một khẩu trang mà đang sản xuất. Có bốn lớp khẩu trang kháng khuẩn, không khẩu trang bốn lớp vải không dệt được ba khẩu trang bốn lớp vải không dệt, đây là một lớp này, hai lớp này, ba lớp này và bốn lớp bằng vải không dệt. Và nếu như mà bình thường thì cái khẩu trang này nếu mà để ra ngoài thì không ai có thể biết là khẩu trang như thế này khẩu trang gì, nếu như một người bình thường thì đều giống như nhau cả. Tại thời điểm kiểm tra, đại diện của Tổng cục Quản lý Thị trường đã khẳng định công ty này có dấu hiệu gian dối, lừa đảo người tiêu dùng. Việc xử lý và đề nghị quản lý thị trường địa phương vào cuộc nghiêm túc và trách nhiệm. Đây là khẩu trang gì thì phải ghi đúng tên, không được nhập nhèm. Không phải khẩu trang y tế thì không được ghi là khẩu trang y tế, không phải khẩu trang kháng khuẩn thì không được ghi là khẩu trang kháng khuẩn. Còn đại diện của vụ trang thiết bị Bộ Y tế thì cho rằng những chiếc khẩu trang của công ty này sản xuất na ná giống khẩu trang y tế và được quảng cáo trên bao bì là dùng cho các cơ sở y tế. Như vậy là hết sức nguy hiểm bởi người tiêu dùng rất khó để có thể phân biệt và cảnh giác trước chiêu thức gian dối của công ty này. Khác hẳn với cả đoàn công tác, dù không phải việc của mình, những quản lý thị trường Bắc Ninh vẫn phân bua cho doanh nghiệp rằng đây chỉ là một sơ suất nhỏ của doanh nghiệp. Các anh này là chỉ là tận dụng, tận dụng cái bao bì này thôi, nhé. Tận dụng cái bao bì để xuất cho là cố để đặt là cái bao bì này nó dư thừa cái lượng. Thử xem nhé. Bởi vì như này là sai. Còn lại thì là. Trên thực tế thì từ nhiều năm trước công ty này đã quảng cáo trên web của mình như thế này, thực hiện sản xuất và buôn bán khẩu trang kháng khuẩn, thậm chí là cả khẩu trang y tế. Dù tại công văn 403 của Bộ Y tế thông báo về việc các doanh nghiệp được phép sản xuất khẩu trang y tế thì không hề có công ty Quốc Bảo. Giám đốc sản xuất của cơ sở cũng quảng cáo với đoàn công tác là những sản phẩm treo đầu dê bán thịt chó của công ty mình còn đang được bán cho các doanh nghiệp lớn như Samsung hay Canon Việt Nam. Với cơ sở này thì cơ sở này chủ yếu là hợp đồng với lại công ty Samsung và công ty LG trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Ninh và địa bàn ngoài tỉnh như là dưới Hải Phòng, là họ cung cấp theo hợp đồng cách đây là 4 đến 5 năm rồi, thì họ không có đủ để xuất ra ngoài thị trường để bán. Họ chủ yếu cung cấp theo hợp đồng, vì mỗi năm cung cấp hợp đồng theo thị trường của họ cũng cung cấp là người ta khoảng 4 đến 5 tỷ trên một năm. Một cuộc kiểm tra như cưỡi ngựa xem hoa của lực lượng quản lý thị trường khép lại với một biên bản sai sự thật rằng chỉ có thùng hộp tang vật vi phạm được bỏ ở góc cầu thang như thế này. Nhận định về việc này, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Bắc Ninh cho rằng anh em đã làm đúng. Các anh đều ký đây, cả thanh tra, cả Cục Quản lý Thị trường, tất cả ký vào biên bản này, chúng tôi về xem văn bản này. Không thấy có cái gì là lỗi ở trong cái này để chúng tôi kiểm tra. Thì theo nguồn tin thì chúng tôi cho xác minh, mới kiểm tra.
Thế quá trình xác minh của mình đến đâu rồi? Chúng tôi đang xác minh, chúng tôi xử lý phạt đấy là 17.500.000. Đến ngày 6 tháng 3, đội quản lý thị trường số 4 thuộc Cục Quản lý Thị trường Bắc Ninh cho biết đơn vị này đã tiến hành xử phạt công ty Quốc Bảo về hành vi kinh doanh hàng hóa khẩu trang trên nhãn có chữ viết không đúng bản chất, không đúng sự thật, vi phạm điểm K khoản 3, điều 31 của Nghị định 119/2017/NĐ-CP. Tổng mức xử phạt chỉ là 17,5 triệu đồng, còn đơn vị sẽ tự hủy số lượng nhãn mác không đúng quy định. Số lượng là bao nhiêu, hủy bỏ ở đâu và hủy bỏ theo cách nào thì quản lý thị trường và cả doanh nghiệp đều không ai nhắc đến. Tôi thấy rằng là những cán bộ trong cái buổi kiểm tra đấy là đã có cái dấu hiệu của việc thiếu trách nhiệm. Bởi vì chúng ta biết này, để xử lý được hành vi làm buôn bán sản xuất hàng giả ấy, thì buộc là thứ nhất là phải bắt được cái số lượng hàng, phải thu giữ được cái số lượng hàng. Cái thứ hai là phải đưa chuyển cái hàng này đi xem cơ quan giám định. Chứ còn tôi nói luôn là thị quản lý thị trường không có chức năng để kết luận hàng này là hàng giả hay hàng nhái. Mà cái việc quyết định đây là hàng giả hay không phải hàng giả là cần phải thông qua cái giám định trong tố tụng hình sự. Phải có cơ quan chức năng liên quan đến việc giám định, thực hiện việc giám định và kết luận. Chứ không thể quan sát bằng mắt thường như một số đồng chí của quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh nói rằng là quan sát như này vì đây là bao bì thôi, còn bao bì không có sản phẩm ở bên trong. Nói như thế là rất vô trách nhiệm, và quan trọng nhất là bên phía quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh đã không thu giữ được cái số hàng hóa này, dẫn đến cái việc là có thể doanh nghiệp tẩu tán toàn bộ và tiêu hủy toàn bộ chứng cứ của cái việc phạm tội. Và đây là hành vi thiếu trách nhiệm trong thi hành công vụ. Và tôi cho rằng là Tổng cục Quản lý thị trường và Bộ Tài chính cũng như Bộ Công an cần phải có những động thái mạnh hơn để làm sáng tỏ có hay không có cái việc bao che giấu cho cái hành vi tẩu tán cái tang vật của vụ việc, như cái vụ việc buôn bán sản xuất khẩu trang giả ở Bắc Ninh như thời gian vừa qua. Vâng, xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của Cuộc Sống An Toàn. Trước những dấu hiệu trên, phóng viên Cuộc Sống An Toàn đã gửi thư đến Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường ông Trần Hữu Linh để kiến nghị quản lý thị trường Bắc Ninh cần nghiêm túc hơn với nhiệm vụ mà được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.